Ok, tôi mua được cái bàn đấu nè. Bây giờ chúng ta sẽ đấu quay ha. Thì tôi sẽ đấu quay tiêu chuẩn thôi. Tiêu chuẩn là sẽ đấu với 4 con dòng tiêu chuẩn. Thì tôi sẽ đấu là mỗi con sẽ đấu 3 trận. Ví dụ như là cánh chim bảo tố solo với cánh chim bảo tố solo với cực địa thiên kim đi ha. Cánh chim bảo tố solo. Chờ tối để tôi bật đèn luôn. Đây. Rồi cánh chim bảo tố solo với cực địa thiên kim thì sẽ đấu 6 trận. 3 trận đầu là cực địa thiên kim ra trước, 3 trận sau cánh chim bảo tố ra trước, thì con nào thắng sẽ vào vòng trong. Cũng tương tự là ngọn lửa hoàng kim solo với dù băng xanh lam thì cũng đấu 6 trận, con nào thắng vô chung kết. Thường thì người ta sắp là để tôi để gì nè, là người ta làm phim, làm sản xuất đồ chơi, người ta sắp á là cánh chim bảo tố sẽ ăn cực địa thiên kim đó, ngọn lửa hoàng kim sẽ ăn dù băng xanh lam, và dù băng xanh lam sẽ ăn cánh chim bảo tố. Đó là theo người ta sắp, còn về thực chiến như thế nào thì tôi không biết ha. Bây giờ tôi sẽ gắn quay trước đi. Chờ tí, tôi thiếu một cái đồ kéo nữa. Đồ kéo hình bên phải nữa. Để tôi lấy. Ok, trận đầu tiên thì cánh chim bảo tố sẽ solo với cánh chim bảo tố nè, solo với cực địa thiên kim ha. Thì cực địa thiên kim sẽ ra trước. Rồi tôi sẽ để gì, để gì cho dễ. Đầu tiên là cực địa thiên kim ra trước ha. 1, 2, 3. Này cánh chim bảo tố nè. Và trận đầu tiên thì cánh chim bảo tố thua. Cực địa thiên kim là cực địa thiên kim quánh cánh chim bảo tố bay khỏi dần sàn đấu luôn, quá ghê gớm. Bạn nào chê quay phòng ngự yếu thì mình cho bạn suy nghĩ lại. Đấy. Giờ trận đầu tiên là ok, trận thứ hai là cực địa thiên kim vẫn ra trước ha. Rồi. 1, 2, 3. Và trận này thì cánh chim bảo tố thắng. Đó, vậy là một đều ha. Mọi người thấy quay phần 1 quay kiểu nó đụng va chạm nhau kinh không? Ok, trận thứ 3 là cực địa thiên kim vẫn ra trước nha mọi người. Cực địa thiên kim vẫn ra trước. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi, cánh chim bảo tố thua rồi. Trận đấu diễn ra nhanh gọn lẹ mọi người. Chú. Ok, trận này thì 3 trận sau là cánh chim bảo tố sẽ ra trước. Rồi nha. 1, 2, 3. 2, 3. Ôi. Cực địa thiên kim lại thắng rồi mọi người. Cực địa thiên kim khỏe quá. Ok, trận này cánh chim bảo tố vẫn ra trước. Rồi. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi, cánh chim bảo tố bay khỏi sàn đấu luôn. Trời ơi, cực địa thiên kim mạnh quá. Ok. Ok, nốt trận cuối cùng là cánh chim bảo tố vẫn ra trước nha mọi người. 1, 2, 3. 2, 3. Ui. Rồi, cánh chim bảo tố này bay sàn đấu rồi, thua rồi. Ok. Chỉ tổng kết thì cực địa thiên kim thắng cánh chim bảo tố nha mọi người. Ok, tiếp theo là sẽ là ngọn lửa hoàng kim solo với dù băng xanh lam ha. Thì mình sẽ cho 3 trận đầu là ngọn lửa hoàng kim ra trước, dù băng ra sau. Ok ha.
Rồi 1, 2, bắt. 2, bắt. Hai con quay đều văng ra khỏi sàn đấu. Trận này hòa nên chúng ta sẽ đấu lại. Gắn lại quay nè. Hai con quay đều văng khỏi sàn đấu. Kinh thật, mày thấy cái ngồi nó va chạm nhau kinh không? Ok. Rồi, ngọn lửa hồng kim vẫn ra trước nha mọi người. 1, 2, bắt. 2, bắt. Vẫn hòa tiếp mọi người à. Vẫn hòa tiếp. Chúng ta đấu tiếp đi. Kèo này khó đi ha. Ngọn lửa hồng kim, ví dụ băng xanh lam, kèo này khó quá. Tiếp tục trận nữa đi. Tới lần nào phải phân thắng bại à, thì mới tiếp tục mà. Ở lần kim ba trước. 1, 2, bắt. 2, bắt. Rồi, dù băng xanh lam thua rồi. Đúng không? Dù băng xanh lam thua. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, trận này thì dù băng xanh lam thắng. Ok. Ok, trận thứ hai thì ngọn lửa hồng kim vẫn ra trước nha mọi người. Ngọn lửa hồng kim vẫn ra trước. 1, 2, bắt. 2, bắt. À, lại hòa rồi. Ok, hai con quay dừng cùng lúc. Chúng ta đấu lại, đấu nào mà phân thắng bại ạ. Thường thì ngọn lửa hồng kim sẽ ăn dù băng xanh lam mọi người ạ. Ok, trận này thì ngọn lửa hồng kim vẫn ra trước. Ok nha. 2, bắt. 2, bắt. Rồi, ngọn lửa hồng kim bị quánh bay khỏi sàn đấu, thua rồi. Dù băng xanh lam trận này thắng tuyệt đối. Ok. Ok, tiếp theo vẫn là ngọn, lần này ngọn lửa hồng kim vẫn ra trước. Tôi sẽ dán đầu, dán cuối cùng của ngọn lửa hồng kim. 1, 2, bắt. 2, bắt. Ngọn lửa hồng kim đặt kèo được không? Rồi, trận này hình như hòa tiếp hay sao á, để mình kiểm lại á. Ok, sau khi kiểm qua thì mình thấy là dù băng xanh lam vẫn quay một vòng nhẹ, nên dù băng xanh lam là thắng tuyệt đối là 3-0 cho cái ván đầu tiên nha mọi người. Dù băng xanh lam thắng tuyệt đối 3-0. Bây giờ tiếp theo là ba ván tiếp theo là dù băng xanh lam sẽ ra trước để coi thử là ngọn lửa hồng kim có lật kèo được hay không ha. Rồi, 1, 2, bắt. 2, bắt. Rồi, dù băng xanh lam lại thắng rồi. Ok. Ok, dù băng xanh lam vẫn ra trước cho mọi người. 2, bắt. 2, bắt. Để mình kiểm tra lại coi thử ai thắng nha. Ok, sau khi kiểm tra thì mình thấy là hai con quay dừng cùng một lúc nên chúng ta sẽ đấu lại ha. Thì dù băng xanh lam vẫn ra trước. 2, bắt. 2, bắt. Hai con quay vẫn dừng đều mọi người à. Chúng ta đấu lại tiếp. Hình như ngọn lửa hoàng kim sao thấy yếu yếu thế nào hết ta. Ok. 2, bắt. 2, bắt. Hai con quay cùng văng ra ngoài. Chúng ta đấu lại tiếp. Ồ, cái dáng thứ 5 này có bộ có vẻ khá là căng nhỉ. Ok. Rồi. Chú băng xanh lam mới trước. 2, bắt. 2, bắt. Thank you.
hai con quay vẫn dừng đều. Hù ơi, nó sức cái bàn đấu luôn. Sức bay nhựa tùm lum luôn, sợ thật. Ok, ta đấu lại tiếp nào. Sao hòa hoài ta, hòa hoài luôn á. Rồi, 2, 3, 2, 3. Ok, ngọn lửa hoàng kim mày đánh bay ra ngoài rồi. Ngọn lửa hoàng kim đánh bay ngoài rồi, dù bằng salam thá. Ok, vậy là trận thứ 5 là dù bằng salam thắng. Bây giờ chúng ta sẽ nốt một trận cuối để coi thử ngọn lửa hoàng kim gặp kèo được không nha. Rồi, 2, 3, 2, 3. Rồi, nhiều quánh bay khỏi sàn đấu, dù bằng salam thắng tuyệt đối 6-0. Ok, ok, chúng ta tới tới chung kết. Chung kết là chúng ta sẽ cho đấu là hai người này là dù bằng salam với lại cực địa thiên kim là ai là mạnh nhất ha. Sau khi quyết định ai thắng ai thua thì chúng ta sẽ cho cánh chim bảo tố đấu với ngọn lửa hoàng kim để quyết định ai thắng ai thua, và mình sẽ sắp thứ tự là độ mạnh ha. Ok, ba trận đầu mình nghĩ sẽ cho cực địa thiên kim ra trước. Ok, hai đang quay mà đúng không? Ok, 2, 3, 2, 3. Úi trời, cực dù ba sẽ làm bay khỏi sàn đấu rồi. Ok, chỉ là cực địa thắng dán đầu. Ok, trận tiếp theo cực địa vẫn ra trước. 2, 3, 2, 3. Rồi, trụ băng vẫn bị bay khỏi sàn đấu rồi. Cực địa vẫn thắng tiếp. Ê, tính ra tôi thấy cực địa thiên kim hơi bị khỏe nha. Ok, nốt trận cuối thì cực địa thiên kim vẫn ra trước. Ba dẫn đầu mọi người. 2, 3, 2, 3. Rồi, vẫn bị quánh văng khỏi sàn đấu. Cực địa quá khỏe. Ok, ba giấy tiếp theo thì dù băng sẽ ra trước nha mọi người. 2, 3, 2, 3. Úi giời, dù băng bị quánh bay khỏi sàn đấu chưa tới 5-6 giây luôn. Cực địa khỏe quá mọi người ơi. Ok, dán này thì dù băng salam vẫn ra trước nha mọi người. 2, 3, 2, 3. Rồi, vẫn bị quánh bay khỏi sàn đấu tiếp. Cực địa thắng 5-0 luôn mọi người, kinh quá. Không biết ván cuối dù băng salam lật kèo được không. Ok, nốt ván cuối dù băng vẫn ra trước nha mọi người. 2, 3, 2, 3. Rồi, cực địa thắng tuyệt đối 6-0 mọi người à. Ok, ok, tới trận bán kết thì chúng ta sẽ cho cánh chim bảo tố đấu với ngọn lửa hoàng kim ha. Thì ba trận đầu mình sẽ để cho cánh chim, trận bán kết này mà để cánh chim bảo tố ra trước. Ok, 2, 3, 2, 3. Ai thắng hay thắng. Rồi, cánh chim bảo tố thắng trận đầu mọi người nha. Ok, qua trận tiếp tục trận thứ hai nào thì các bảo tố vẫn ra trước. 2, 3, 2, 3. Rồi, cánh chim bảo tố văng khỏi sàn đấu rồi. Ok, ngọn lửa hoàng kim thắng trận này nha mọi người. Ok, nốt trận thứ ba là cánh chim bảo tố ra trước nha. 2, 3, 2, 3. Rồi, bảo tố thắng trận đầu. Ok, bảo tố thắng 2, ngọn lửa thắng 1. Quánh bay khỏi sàn đấu luôn, quá kinh khủng. Ok, tiếp theo là ngọn lửa sẽ ra trước nha mọi người. Ngọn lửa ra trước. 2, 3, 2, 3. Rồi, vẫn tiếp tục băng khỏi sàn đấu. Trời ơi, cánh chim bảo tố khỏe phết nha. Hình như chắc chỉ thua mỗi cực địa thiên kim mà. Tiếp theo là ngọn lửa muốn ra trước, bảo tố ra sao. 1, 2, 3.
2, 3. Rồi, băng khỏa sàn đấu rồi. Còn lửa hoàng kim gỡ hòa lại một trận. Ok, nốt cặn bán kết nè. Thì ngọn lửa vẫn ra trước nha mọi người. Cánh chim bò tố là sao? 2, 3. 2, 3. Rồi, băng khỏa sàn đấu. Cho nó băng tặng bay luôn. Ok. Ok, thì tổng kết lại chúng ta sẽ thấy là cực kỳ thiên kim là sẽ ăn được cánh chim bảo tố và dù băng xanh lam, tức là bây giờ là cực kỳ thiên kim là bây giờ đã là 2 điểm. Ok. Bảo tố thì ăn được ngọn lửa hoàng kim là 1 điểm. Dù băng cũng ăn được ngọn lửa hoàng kim là 1 điểm rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ solo là ngọn lửa hoàng kim solo với lại cực kỳ thiên kim đi ha. Thì chúng ta vẫn đấu 6 trận như một khi thôi. Thì mình sẽ cho cực địa ra trước. Để mình ghi lại cái ghi lại. Mình nghĩ chắc cực địa sẽ thắng hết 3 con quay còn lại luôn á mọi người ạ. Cực địa ra trước nha. Cho đấu 6 trận. Ok. Rồi. 2 bắt. 2 bắt. Rồi, ngọn lửa hoàng kim thua rồi, cực địa thiên kim thắng. Nấu diễn ra cũng nhanh bộ. Ok, dán thứ hai thì cực địa vẫn ra trước, ngọn lửa ra sau. 2, 3. Hình như ngọn lửa thua rồi, ngọn lửa thua tiếp. Ngọn lửa chỉ được cái đẹp à, yếu xìu à mọi người ơi, yếu xìu à. Đúng chưa? Ờ đó, cực địa thắng. Ok, dán thứ ba thì cực địa vẫn ra trước. 2, 3. Rồi, cực địa bị bắn bánh bay khỏa sàn đấu rồi. Không, còn lưỡi bánh bay khỏa sàn đấu chứ. Cực địa thắng, dán đầu là thắng 3-0 rồi mọi người. Thắng 3-0. Ok. Ok, bây giờ đổi lại là 3 dán tiếp theo là ngọn lửa ra trước nha. 2, 3. Rồi, ngọn lửa tiếp rồi. Ok, ngọn lửa thua rồi. Cái này mà cực địa thiên kim mà thắng nữa sẽ thành thắng 5-1 nha mọi người. Nên chúng ta sẽ không cần chơi nữa. 2, 3. Rồi, ngọn lửa bị bánh bay khỏi sàn đấu. Ok, cực địa thắng tuyệt đối 5-1. Vậy là cực địa thiên kim sẽ là con quay mạnh nhất và thắng được 3 con quay còn lại. Ok. Ok, và cuối cùng mà chúng ta sẽ cho dù băng xanh lam solo với lại cánh chim bảo tố nha mọi người. Băng xanh lam solo với lại cánh chim bảo tố để lựa ra là ai là con quay mạnh nhì và con quay mạnh thứ 3. Chứ theo mình thấy thì ngọn lửa hoàng kim là con quay yếu nhất hả mọi người? Ngọn lửa hoàng kim là quay yếu nhất. Cực địa thiên kim là mạnh nhất nè. Từ bây giờ chúng ta sẽ cho dù băng xanh lam solo với lại cánh chim bảo tố để lựa vị trí thứ hai và thứ ba ha. Bây giờ mình để sẵn cái gì đi đó, coi như là tụi nó đang coi trận này đi. Trận này thì ấy đó, trận này có vẻ hơi bị thế kỷ đó. Thường thì dù băng xanh lam sẽ ăn cánh chim bảo tố mình cũng biết nữa, giờ mình không tin vào lý thuyết nữa rồi ha. Thì mình sẽ cho mình sẽ cho là dù băng xanh lam là ra trước đi ha. Dù băng xanh lam ra trước 3 trận đầu để mình ghi lại 3 trận đầu. Ok, ra trước 3 trận đầu. Rồi, 2, 3. Cánh chim bảo tố ăn được dù băng xanh lam ghê phết. Bánh băng khỏa sàn đấu luôn. Để mình ghi lại. Ok,
Thì tiếp theo là dù băng xanh lam vẫn ra trước nha mọi người. 2 3 2 3. Rồi, cánh chim bảo tố bị quánh vây văng khỏi sàn đấu rồi. Dù băng xanh lam thắng trận này. Ok. Dù băng gỡ lại một chén thôi. Chén tiếp theo là dù băng vẫn ra trước nha mọi người. Mình cứ nghĩ là clip này mình sẽ không để mốc thời gian đâu, tại vì mình sẽ thêm cái phần mô tả mình vào là mọi người tự hiểu ha. 2 3 2 3. Rồi, cánh chim bảo tố thắng 2-1. Ok. Ok, 3 trận sau là mình sẽ để cánh chim bảo tố ra trước ha. Bây giờ cánh chim bảo tố ra, bảo tố là dẫn trước là thắng 2-1 nha. 2 3 2 3. Rồi, quánh phát bay khỏi sàn đấu luôn. Quánh phát bay khỏi sàn đấu luôn. Ok. Dù băng thắng lại rồi, gỡ đều 2 đều. Ghê quá, trận này hơi bị nóng luôn. Ok, bây giờ tỷ số bây giờ đang là 2 đều cho hai người ha. Thì trận này sẽ quyết định ai thắng ai thua không? Thêm 2 trận nữa. Ok. Thì cánh chim bảo tố vẫn ra trước. 2 3 2 3. Rồi, chủ băng xanh lam bị quánh bay khỏi sàn đấu. Chủ băng xanh lam thua ván này thì cánh chim bảo tố là bây giờ là thắng lại một đều nữa nè. Bây giờ cánh chim bảo tố thắng 3, chủ băng thắng 2. Ok. Nốt trận cuối này quyết định là ai thắng, ai mạnh 2, ai mạnh 3 nha ha. Rồi, nốt trận cuối cùng. Ok, đây trận cuối cùng, cánh chim bảo tố sẽ ra trước. Ok. 2 3 2 3. Rồi, cánh chim bảo tố thắng rồi. Ok. Ok, sau khi có một trận thương hùng như vậy thì tôi tổng kết lại thì cực địa thiên kiên sẽ là mạnh nhất. Sau đó mạnh nhì là cánh chim bảo tố, mạnh ba là dù băng xanh lam, và cuối cùng là yếu nhất là ngọn lửa hoàng kim, chỉ được cái mã thôi giống trong phim. Còn về cái vụ gì mà đấu quay mà dòng siêu hạng á thì tôi chưa đủ 4 con nên tôi sẽ không làm clip đấu, và lại cái bàn đấu nó cũng khá là nát rồi nên tôi nghĩ chắc sẽ mua mua cái bàn đấu khác thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem ha.